bạn, trong video này chúng ta sẽ tìm hiểu về chiếc bóc sạc Ily 4 pin. Chiếc bóc sạc này thì nó được thiết kế khá giống với cả chiếc bóc sạc Ily 4 pin. Đấy. Tuy nhiên là cái mức độ hoàn thiện của nó thì không được tốt như là chiếc bóc sạc Ily 4 đấy. Các chức năng của hai chiếc bóc sạc này gần như y hệt nhau. Cũng có hai cổng ra 5V. Cái nút card điều chỉnh ở cái điện áp ở cái dòng sạc ra là 1A. 0,5A, 1A và 2A. Chiếc bóc này cũng như vậy. Thế đây là bên trong của chiếc bóc sạc Ily 4 pin. Đấy là cái đế gắn của nó được làm bằng đồng. Cho nên là cái mức độ dẫn điện nó khá là tốt. Vậy so với những chiếc bóc sạc phổ thông thì cái đầu này, đầu đế gắn pin nó chất lượng nó tốt hơn. Bóc này có cái chỉnh card, hai đầu có một đèn LED và đầu vào micro USB, đầu vào 5V 2A. Chip điều khiển, tức là điều khiển bởi chip. Và bạn thấy là có cuộn lọc và ba cái tụ ở đấy. Bây giờ chúng ta sẽ thử đi đánh giá chất lượng của chiếc bóc này. Thì đánh giá ở đây tôi sẽ lắp vào hai pin. Lắp được 4 pin tất cả đấy. Thì phần trăm của bóc hiển thị thông qua đèn LED. Bạn thấy ở đây chúng ta có 5 đèn tất cả. Nó chỉ có một đèn sáng, như vậy là cái bóc này, cái pin chúng ta lắp đây thì đang gần hết. Bây giờ chúng ta sẽ thử test. Đầu tiên là test sạc cho bóc. Để test sạc cho bóc thì chúng ta sẽ sử dụng một cái củ sạc, sử dụng cái cắm mao kia đấy. Chúng ta sẽ thử test để sạc cho chiếc bóc này. Có cái USB test sạc rồi. Cáp ao kỳ. Như vậy các bạn thấy là nó sáng, có hai đèn và ba đèn, dòng sạc đang là gọi là 1,18 và 1,2A. Thì với những chiếc bóc mà gắn 4 cell như vậy thì cái dòng sạc tầm khoảng độ hơn 1 đến 1,5A là dòng sạc mà đủ tốt cho bóc. Sạc 2A thì vào nó khá là cao. Trong quá trình sạc bạn ơi, mà tắt cái đèn. Đèn ở đây thì nó được thiết kế hơi lồi ra, lồi ra khá nhiều so với cả các chiếc bóc khác, như vậy là dù sao nó các bạn thấy nó hơi bất tiện cho cái bóng đèn LED như kế giải. Dòng sạc hiện tại đang sạc là 1,12A. Và cũng giống như kiểu bóc sạc Ily 4 pin thì cái dòng sạc trong quá trình sạc nó sẽ biến đổi theo cái chu kỳ 0,5 lên 1, nó sẽ chỉnh. Bây giờ chúng ta test thử cái tính năng khác của bóc. Đó là chúng ta test thử cái dòng xả ra. Để test dòng xả ra tối đa thì chúng ta sẽ chỉnh tối đa lên 2A. Thì chúng ta sẽ sử dụng một cái thiết bị test khác. Đó là cái củ sạc. Trước hết chúng ta thử test xem là sạc thông thường khi mà đẩy lên 2A nó sạc cho máy tính bảng là bao nhiêu đã. Thử xem. Đây tôi có một cái máy tính bảng. Sẽ thử xem máy tính bảng sạc nhận được dòng bao nhiêu. Thử
đổi một dây ngắn hơn, xem chất lượng sạc như thế nào. Như vậy với cả phần thứ nhất nó được khoảng độ 1,1 A. Thứ hai cục thứ hai cũng chỉ được cỡ khoảng độ 1,1 A. Ta thử thay đổi cái như là... Vậy khi vị cạt bị xuống vị trí dưới 0,05, 1 và 1 và 2 A, thực sự nó có thay đổi cái giới hạn đồng ra ở đây. Cắm với cả bộ sạc xem. Củ sạc thì cái máy tính bảng của tôi hiện tại cũng chỉ đang chỉ nhận vào là cỡ 1,1 A, vì cái máy tính bảng này nó đang đầy pin rồi nên dòng sạc nó sẽ khá là thấp. Như vậy cái mốc sạc này ra chất lượng cũng được so với cả cái dòng ra của máy tính bảng. Bây giờ chúng ta sẽ thử kéo xem là cái dòng sạc ra tối đa có thể có cái móc này là bao nhiêu. Chúng ta sẽ đẩy hết lên cái nấc mà cao nhất có thể, và chúng ta sẽ gắn thêm thiết bị test này nữa. Bạn thấy là ở tầm khoảng độ 1,75. Sau tầm 1,8 thì điện áp tụt xuống còn khoảng độ 1,76 V. Lên 2A thì điện áp tụt xuống còn khoảng độ 4,7. Và nó tụt xuống 4,5 V ở cái dòng ra là 2,5 A. Như vậy cái bóc sạc này chúng ta chỉ có thể sạc được dòng ra là cỡ khoảng độ 1,7 đến 1,8 A thôi, tức là cái điện áp khoảng độ 4,7 1,8 V. Cho thử cái nước cạc thứ hai khi mà chúng ta chuyển xuống 0,5 A thì xem là cái dòng sạc ra nó bị giới hạn không. Vậy 0,5 A ở 5 V. Đối với cả cái mức chọn là 0,5 thì các bạn thấy là điện áp nó tụt xuống dưới 4,8 khi mà dòng ra đã là 1 A, và tụt xuống rất thấp 1,5 V khi mà dòng ra là 1,5 A. Như vậy nó có giới hạn cái dòng ra, tuy nhiên là nó không chính xác là 0,5 A như ở đây. Như vậy cái nấc này gần như là nó không tác dụng lắm. Các bạn có thể để sạc ở chế độ cao nhất là 1,5 A. Đây là cái bóc sạc mà có cái chất lượng chấp nhận được, mặc dù là cái linh kiện của nó trông rất là tốt, tuy nhiên là cái dòng ra của nó lại không được đủ 2 A mà chỉ được cỡ khoảng độ 1,7 1,8 A ở cái điện áp ra là 4,8 V. Còn khi các bạn kéo lên 2A thì nó sẽ tụt xuống khoảng độ 4,65 V. Thì cái bóc sạc này khá là tiện trong trường hợp mà các bạn đi trong thời gian ngắn ngày, vì nó có thể lắp được 4 pin. Thứ hai nữa là cái bóc này nó còn có cái hai vị trí vít này, nó khá là chặt. Vậy nó không dễ rơi ra trong trường hợp mà các bạn bị rơi bóc. Rồi nó có bổ sung thêm cả cái đèn các bạn thể soi trong trường hợp mà bạn
cần cái ánh sáng khẩn cấp với bạn đi trong đêm. Bốc này thì cái việc tắt đèn nó không tự động tắt, mà bạn sẽ phải tắt theo kiểu là nhấn và giữ luôn nguồn, nhấn và giữ nhẹ luôn nguồn sẽ tắt. Bình thường mà ấn nút nguồn nó bật lên thì cái đèn nó sẽ sáng, có thể là nó sẽ sáng liên tục đến mãi cho đến khi nào hết pin. Muốn tắt thì nhấn và giữ nút nguồn, khi ba cái đèn ở giữa nó tập trung về giữa thì nó sẽ là tắt bóc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.